Thưa quý vị, phải rút lui khỏi khu vực thăm dò tìm kiếm dầu khí của Việt Nam, và lần này nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại có thái độ mạnh mẽ hơn khi yêu cầu Trung Cộng rút tàu khảo sát Hải Dương 8 và các tàu hộ tống ra khỏi bãi Tư Chính. Theo đánh giá của Foreign Policy, lý do là vì công ty dầu hỏa Nga Rosneft và chính phủ Nga đã trở thành đồng minh của Cộng sản Việt Nam. Chính phủ Nga từ trước đến nay luôn giữ chính sách trung lập trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, dù có vẻ như Nga sẽ không bố trí quân đội Vladivostok để chống lại quân Trung Cộng. Nhưng Trung Cộng cũng sẽ phải gánh chịu nhiều tổn thất nếu như đối đầu với công ty Rosneft của Nga. Chính sách vành đai và con đường của Trung Cộng với kế hoạch kết nối lục địa Á-Âu cần phải cẩn thận khi đi ngang qua các quốc gia sân sau nhà của Nga. Đối với Cộng sản Việt Nam, việc liên kết ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam với chính phủ Nga có thể là cách tốt nhất để giữ lại các giàn khoan trong khu vực đường lưỡi bò. Ngoài ra, công ty ExxonMobil còn được Hà Nội bật đèn xanh cho việc thông báo chính thức khởi động dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ cá voi xanh. Mặc dù việc dựa vào sự ủng hộ của Mạc Tư Khoa hoặc Washington có thể là không lý tưởng, nhưng hiện tại Cộng sản Việt Nam không còn lựa chọn nào khác.